Sáng ngày 9 tháng 2, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng các ban đảng thành ủy, trưởng các phòng ban ngành thành phố và lãnh đạo văn phòng thành ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ phường. Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong năm 2022, Đảng ủy phường Đô Vinh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chính quyền mặt trận, các hội đoàn thể, chủ động triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, đạt những kết quả trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị phường đạt kết quả tích cực. Trong năm, phường Đô Vinh đã thực hiện đạt 16 trên 17 chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ phường đã đề ra. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ thêm những kết quả mà phường đã đạt và chưa đạt, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương những kết quả mà Ban chấp hành Đảng bộ phường Đô Vinh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là tập trung tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tiếp tục vận động nhân dân giao mặt bằng để triển khai xây dựng các dự án trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm trái phép, phối hợp với ngành chức năng thành phố kiểm tra rà soát các trường hợp xây dựng trái phép, không phép để xử lý kịp thời. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy phường đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2023, đề nghị Đảng ủy phường Đô Vinh thực hiện với phương châm đoàn kết, quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao tinh thần học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực, trước mắt xây dựng mô hình chuyển đổi số về giáo dục, văn hóa, y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, xây dựng quy hoạch trên địa bàn, bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, thành phố, nâng cao năng lực, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động của cấp trên phù hợp với địa phương, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Các ý kiến kiến nghị của địa phương, đoàn ghi nhận và chỉ đạo các ngành có liên quan giải quyết.